Chào mừng bạn đến với kênh tin học Đỗ Bảo Nam Brook. Video ngày hôm nay, Đỗ Bảo Nam Brook sẽ chia sẻ với bạn về cách quay màn hình máy tính bằng phần mềm PowerPoint. Nếu như việc quay video màn hình máy tính không phải là công việc thường xuyên của bạn, hoặc bạn chưa cài phần mềm Camtasia, thì bạn hoàn toàn có thể quay màn hình máy tính ngay trên phần mềm PowerPoint. Đây là một tính năng rất hữu ích trên PowerPoint, giúp bạn có thể quay video màn hình để chèn vào bài thuyết trình hoặc xuất ra file video. Các bước quay màn hình máy tính bằng PowerPoint bạn thực hiện như sau. Đầu tiên, bạn phải mở phần mềm PowerPoint. Giả sử như đây mình có một file PowerPoint gồm một slide, đó là một hình ảnh. Và bây giờ, mình sẽ quay video màn hình máy tính và chèn vào cái file PowerPoint này. Các bước bạn làm như sau. Bạn click vào Insert trên menu. Sau đó, tìm đến box Media. Chọn Screen Recording. Khi đó, bạn nhìn thấy một cửa sổ nhỏ nhỏ ở đây hiện ra, thì bạn cần phải chọn vùng màn hình cần quay. Bạn click vào Select Area. Sau đó, quét một vùng màn hình cần quay. Giả sử mình quét từ trên xuống dưới để chọn toàn màn hình. Sau đó, bạn click vào Record. Nếu như bạn không muốn có âm thanh trong file video, thì bạn có thể bỏ tích ở Audio đi. Tuy nhiên ở đây mình muốn có âm thanh và muốn có cái biểu tượng chuột thì mình vẫn để cả hai cái này mặc định. Và mình chỉ cần click vào Record. Và bạn đợi 3 giây. Như vậy là từ bây giờ các thao tác của bạn trên màn hình máy tính đều được PowerPoint ghi lại. Ví dụ ở đây mình sẽ search Google với từ khóa Đỗ Bảo Nam Brook. Và mình click vào website dobaonambrook.com. Thì tất cả các thao tác này của mình sẽ được ghi lại trên phần mềm PowerPoint. Để dừng quay màn hình máy tính thì bạn chỉ cần di chuột lên phía trên màn hình. Khi đó bạn sẽ nhìn thấy một cửa sổ nhỏ nhỏ hiện ra. Để dừng màn hình, bạn click vào cái hình vuông để dừng. Nếu bạn muốn dừng quay tạm thời, bạn có thể click vào Pause. Ở đây mình sẽ click vào cái nút dừng ở đây để dừng quay video màn hình. Khi đó, slide PowerPoint. Khi đó, video quay màn hình máy tính mà bạn vừa quay sẽ tự động được chèn vào file PowerPoint. Giả sử mình sẽ nhân bản cái slide có video này. Và ở slide thứ nhất, mình sẽ xóa video đi. Mình chỉ để video ở slide thứ hai. Mình sẽ cho cái video này hiển thị full màn hình. Bạn điều chỉnh kích thước để cho hiển thị full màn hình. Ngoài ra, để khi bạn trình chiếu slide hoặc xuất ra video, video hiển thị ở full màn hình thì bạn hãy chọn video. Sau đó trong phần playback, bạn tích chuột vào play full screen để video được hiển thị ở full màn hình. Sau khi đã quay video màn hình xong, bạn có thể cắt bớt một số phần video thừa bằng cách vẫn trong phần playback, bạn vào trim video. Giả sử như ở đây mình sẽ cắt bỏ cái phần cuối. Bạn có thể xem trước cái video bằng cách click vào play. Ví dụ ở đây mình sẽ xem trước một đoạn. Như vậy là từ bây giờ các thao tác của bạn trên màn hình máy tính đều được PowerPoint ghi lại. Ví dụ trong video này, cái thời gian bắt đầu mình vẫn để là 0. Nếu bạn muốn thay đổi, bạn có thể nhập trực tiếp vào đây, ví dụ 2 giây chẳng hạn. Hoặc bạn có thể điều chỉnh trực tiếp ở cái thanh cản này. Tuy nhiên ở đây mình sẽ để mặc định là từ cái thời điểm đầu. Và cái thời gian kết thúc mình sẽ điều chỉnh ở vị trí này. Đến website là coi như là mình đã xong. Và từ cái phần sau mình coi như mình bỏ đi. Như vậy mình sẽ để ở thời gian này. Khoảng video của mình sẽ dài khoảng 2-3 giây. Mình sẽ nhập 2-3 vào đây. Hoặc bạn có thể điều chỉnh cái thanh gạt này đến đúng vị trí mà bạn muốn kết thúc. Sau khi đã điều chỉnh khoảng thời gian cần cắt, bạn click vào OK. Và như vậy mình vừa cắt cái video này có thời gian khoảng 23 giây. Nếu trong trường hợp bạn muốn điều chỉnh cái thời gian của slide thứ nhất thì bạn có thể vào Transition, sau đó điều chỉnh thời gian bằng cách tích vào After. Giả sử slide này mình muốn cho xuất hiện khoảng 3 giây thôi chẳng hạn thì bạn nhập 3 vào đây và tổng thời gian sau khi xuất ra video là 26 giây. Và bây giờ mình sẽ trình chiếu cái slide này để bạn có thể tham khảo. Bạn có thể nhấn phím F5 trên bàn phím.
Thời gian chạy của slide này là 3 giây. Và đến slide thứ hai, đây là video quay màn hình máy tính của bạn. Tuy nhiên như bạn thấy, video này của mình không tự động phát. Nếu bạn muốn tự động phát khi trình chiếu, thì bạn click chọn đối tượng video. Sau đó trong phần playback, bạn chọn start ở đây là automatic. Sau đó bây giờ mình sẽ nhấn F5 để bạn có thể xem thử. Như vậy là từ bây giờ các thao tác của bạn trên màn hình máy tính đều được PowerPoint ghi lại. Mình nhấn ESC để thoát. Thì bạn thấy cái slide PowerPoint của mình đã tự động phát. Và cuối cùng, nếu bạn muốn xuất cái slide PowerPoint này sang video, thì bạn chỉ cần vào file, chọn export, chọn tiếp create a video. Và ở đây bạn có thể chọn độ phân giải, ví dụ là Full HD hoặc Ultra HD chính là 4K. Giả sử ở đây mình chọn là Full HD. Sau đó nhấp chuột vào create video. Một cửa sổ save as hiện ra. Bạn đặt tên cho video, ví dụ quay màn hình bằng PowerPoint. Phần save as type phía dưới, bạn để mặc định là MP4. Sau đó nhấp chuột vào save. Và bạn đợi để cho cái thời gian ở phía dưới này nó chạy hết, có nghĩa là video của bạn đã xuất xong. Và như vậy, phần mềm PowerPoint của mình đã xuất ra video thành công. Bây giờ mình sẽ mở thư mục chứa video mà mình vừa xuất. Đây là thư mục chứa video mà mình vừa xuất. File video có tên là quay màn hình bằng PowerPoint. Ngoài ra, khi bạn xuất PowerPoint sang video, có một số bạn sẽ không nhìn thấy phần export ở đây, thì bạn có thể nhấp chuột vào save as. Sau đó chọn thư mục cần xuất video. Ví dụ mình vẫn chọn thư mục là PowerPoint. Ví dụ như đây mình đặt là xuất video. Và phần save as type, ở đây bạn chọn là MP4. Sau đó bạn vẫn nhấp chuột vào save để xuất PowerPoint sang video. Ở đây mình tạm thời click vào cancel để bỏ. Và như vậy, nội dung video vừa rồi, Đỗ Bà Nam Brook đã chia sẻ với bạn về cách quay video màn hình máy tính bằng PowerPoint. Nếu bạn có những câu hỏi cần giải đáp, bạn hãy comment trực tiếp ở phía dưới video này để được hỗ trợ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm rất nhiều thông tin hữu ích khác trên kênh Đỗ Bà Nam Brook trên Google thông qua từ khóa Đỗ Bà Nam Brook. Và truy cập vào website dobanamblog.com. Tại website này, Đỗ Bà Nam Brook có rất nhiều thông tin hữu ích về tin học như tin học văn phòng, thủ thuật máy tính, style producer, v.v. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.